Chào anh em, đã rất lâu rồi tôi mới lấy được một lô hàng về âm ly số. Và đây là con âm ly đầu tiên trong lô tôi quay giới thiệu đến anh em. Nó là một con âm ly hình thức còn rất đẹp anh em ạ. Còn rất đẹp và quan trọng nữa là chất âm hay, giá mềm, 3 triệu Việt Nam đồng, bãi zin 100% luôn anh em nhé. Chỉ bỏ ra lau chùi, hàng mới về ngày hôm qua và hôm nay tôi vừa lau chùi xong, đăng luôn với các bác xem. Một con âm ly số giải mã của dòng Yamaha có mã là R496, giá 3 triệu Việt Nam đồng. Đánh A, B, A cộng B, ngoài ra còn có loa phụ là loa xúc điện, loa center, loa surround. Nhưng đó là anh em xem phim, còn khi nghe nhạc anh em chỉ cần dùng loa A hoặc là loa B hoặc A cộng B. Và con âm ly này nó chỉnh bát chép bằng đún vặn, rất tiện luôn, đó. Âm ly số giải mã của dòng Yamaha đánh rất khỏe luôn. Anh em có thể ghép vang vào hát với con âm ly này. Nó chạy 10 con sò than. Sớt sát một chút ở đâu đó là có. Nhưng tổng thể con âm ly này còn quá tinh tương và đẹp anh em ạ. Màu vàng chanh sang trọng. Những cái vị trí quan trọng đó là bốn góc thì nó còn rất mượt mà. Nếu nhìn kỹ ở đâu đó vẫn có sớt sát một tí. Nhưng tổng thể nó quá ok. Đây là nắp trên của sản phẩm anh em ạ. Rất lâu rồi mới có một con âm ly số kiểu như thế này. Đây là một trong con âm ly số của Yamaha có chất âm cực kỳ hay, khỏe. Thông số kỹ thuật của sản phẩm với mấy con âm ly này anh em nhá, con 300W cũng giống như con gần 200W. Với con âm ly này nó là như vậy: 185W điện 100V, số series 4410 VX, sản xuất tại Malaysia. Những dòng âm ly số đời cao kiểu gì cũng nước thứ hai, thứ ba, Indo, China hoặc là Malai. Đường vào quang có đường DVD, đường TV, analog tôi đang cắm vào đường CD. Âm ly còn có cả radio. Đây, ngoài việc các bác đánh A hoặc B hoặc A cộng B thì anh em có thể ghép loa xúc điện này, loa trung tâm và loa surround. Đó là những loa phụ. Tại sao nó có những loa đó? Bởi vì đây là âm ly kết hợp cả xem phim. Nhưng khi nghe nhạc anh em để chế độ sitar hay chế độ strain. Nó là một chế độ chuyên về nghe nhạc analog hay còn gọi là nhạc CD. Đó. Quay rất rõ và chi tiết anh em có thể nhìn kỹ nhá. Bao tép cho anh em 2 tuần. Bãi zin xịn sò luôn. Đây là mặt trên của sản phẩm. Khi có những con âm ly số như thế này, anh em cắm trực tiếp đường quang từ trên mạng, dùng trực tiếp, chất lượng âm thanh nó sẽ rất hay. Các bác không phải mua bộ phận chuyển đổi. Chạy tín hiệu vào đường DVD, tôi sẽ xoay sang DVD. Còn analog đang để là CD. Đó. Input mode này sẽ để chế độ auto nhận quang này. Tôi để chế độ analog sẽ không có tiếng này. Auto này sẽ tự nhận quang. Rầm rầm luôn. Tép bát. Chất chưa các bác? Quá chất với một mẫu âm ly đẹp và hay như thế này. Mở lại giá rẻ. Anh em hãy nhìn kỹ mặt tiền nhé. Tại Minh Outdoor Đông thì tôi dám đảm bảo các bác là tôi quay cực kỳ chi tiết và rõ. Con âm ly có cả radio. Muốn nghe radio tần số 90 anh em vặn về tuner. Bấm vào đây để gió tự động. Anh em lưu ý nhá, cái chế độ đường quang input mode anh em để chế độ auto, nó sẽ tự nhận đường quang hoặc analog. Còn con âm ly này nó chỉnh bát chép cân loa bằng cơ rồi thì quá tiện. Nó không phức tạp như những con âm ly mà của dòng Đông. Chuyển lại về CD. Xin chào, hẹn gặp lại.